Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa triệt xóa chuyên án trộm bình ắc quy tại các trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn tỉnh, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra truy xét. 5 đối tượng gồm Trần Thanh Phi, Nguyễn Văn Siêu, Huỳnh Chí Dũng và hai anh em Lê Công Chí, Lê Công Nguyên, tất cả ngụ thành phố Rạch Giá. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên thường đi vòng quanh tỉnh Kiên Giang để tìm trạm thu phát sóng phá cửa và trộm bình ắc quy, rồi dùng xe tải chở đến vựa phế liệu bán. Ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện 18 vụ trộm bình ắc quy. Được biết, chỉ trong tháng 12 năm 2017 và những ngày đầu tháng 1 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra 20 vụ đột nhập vào trạm thu phát sóng viễn thông, lấy trộm gần 350 bình ắc quy chuyên dụng, làm tổn thất, thiệt hại tài sản cho các nhà mạng gần 1 tỷ đồng.